chờ mãi đường cuốn các bạn ơi. Nhất đâu ra lấy đi đâu đây, giờ tới đâu ok. Rồi, đây là đơn hàng của mình nha bạn. Mình đã tới cái tòa nhà S503 nè. Bây giờ mình sẽ đâu cho bạn xem cái chi tiết cái đơn hàng nè. Này bột chiên nha bạn. Mình cách thanh toán bằng thẻ ví nè. Bây giờ để mình xem cái đơn của mình đi được bao nhiêu tiền. Đã giao cho khách. Thẻ ví thì mình không cần phải thu tiền mặt nha các bạn. Thì thu nhập rộng của mình là được 11.636 đồng nè. Và số ngọc là 20 ngọc cho đơn GrabFood. Tiền này thanh toán qua thẻ ví nên chuyển vô tài khoản của mình luôn, không cần phải thu tiền khách nữa nha. Bấm xong. Vậy là mình đã hoàn thành xong cuốc xe. Thì mình cứ cho 5 sao đăng lên thôi. Mình sẽ cho các bạn xem một cuốc xe của mình được bao nhiêu tiền nha. Đây cuốc GrabFood của mình nha, 11.636 đồng. Đây quãng đường di chuyển là 1,8 km, gần được gần 2 cây số, mà đó là tính theo đường bản đồ thôi, nhiều khi mình đi lòng vòng nữa. Đâu đó cũng phải là 2 cây số mà được 11.636 đồng nha. Thu nhập gốc là 16.000 nhưng mà phí sử dụng ứng dụng và thuế là hết 4.364 đồng rồi nè. Một cuốc xe 2 cây số với tổng số tiền là 11.636 đồng nè.